sự thì có điều gì ưu thắng trong sự so sánh giữa người xuất gia và tại gia? Năm, sự phân biệt giới tính nam nữ cư sĩ. Sự phân biệt giới tính nam cư sĩ và nữ cư sĩ có cần thiết như trường hợp nam tu sĩ và nữ tu sĩ. 6. Người tại gia chứng thánh quả có đảnh lễ những phàm tăng chăng? 7. Trên phương diện giáo điển thì có những lời Phật dạy dành riêng cho người Phật tử tại gia chăng? Có phần nào mà người cư sĩ không được phép để biết? Dạ, giờ đây thì xin mời đại chúng cùng với chúng tôi lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp sư ạ. Hàng thiện tín mải mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chính pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tĩnh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh và chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Từ Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay đến cho chúng con, và chúng con kính cung thỉnh hòa thượng ạ. Một bức thầy nhà kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào hòa thượng Giác Đẳng, thượng tọa Bình Hạnh, thượng tọa Hợp Tân cùng chư Tục Đức trong rung. Kính chào tất cả quý Tục Đức, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua phần phẩm cư sĩ ở trong Tư Cương và Lâm Môn. Trong 10 bài kinh vừa qua là phẩm A-la-hán, nói về những bài Lâm Môn sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp khai thị, các vị ấy, các vị bà la môn ấy phát tâm xuất gia và không bao lâu trở thành những vị a la hán. Cho nên những cái bài kinh đó gọi nằm ở trong cái phẩm a la hán. Còn 10 bài kinh tiếp theo thì những vị bà la môn bắt đầu họ có cái sự chống đối, hoặc là họ có không có mấy gì thiện cảm với Đức Phật, nhưng mà sau khi họ được nghe Đức Phật ở thuyết pháp, họ hiểu pháp, họ quy y Tam Bảo, nguyện từ nay cho đến mạng chung trọn đời quy ngưỡng, họ trở thành những nam cư sĩ ở trong Phật giáo. Cho nên được gọi là cái phẩm nam cư sĩ. Hôm nay là cái buổi đầu tiên trước khi chúng ta đi vào những cái bài kinh tương ưng bài la môn phẩm cư sĩ, thì chúng ta có phần phụ chú nói về người Phật tử tại gia trong Phật giáo. Khi nãy Hòa thượng Giác Đẳng có nói với chúng ta rằng là trong những cái trong 7 cái phụ chú này thì chúng tôi giảng đến đâu thì giảng,
Cho vừa thời gian, còn cái phần còn lại sẽ thỉnh chư tôn đức khác. Chúng tôi thì nó cũng hơi khó cái vấn đề là nếu mà chúng tôi để cho Thượng tọa Pháp Tân lựa chọn xem có cái phần phụ chú nào mà Thượng tọa có cảm hứng để trình bày, thì đến đó chúng tôi sẽ mời Thượng tọa Pháp Tân giảng. Thứ hai, cái cách thứ hai là chúng tôi giảng từ một cho đến ba hoặc bốn hoặc năm cái phần phụ chú đầu tiên, rồi hai phần còn lại, phần sáu phần bảy thì thỉnh Thượng tọa Pháp Tân. Đó là hai cách. Cách thứ ba là toàn bộ bảy cái đề phụ chú này chúng tôi sẽ trình bày hết cho thành một cái bài giảng, rồi cái thời gian còn lại thì Thượng tọa Pháp Tân sẽ chia sẻ thêm với quý vị Phật tử chúng ta về những điều mà cần phải biết hoặc giảng, là trong thời gian 15 phút còn lại Hòa Thượng Giác Đẳng chưa có bận rộn cái việc mà hội họp, thì thỉnh Thượng tọa cho một vài câu thảo luận liên quan đến người cư sĩ và những cái câu thảo luận đó sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Chúng tôi chỉ giảng xong bảy phần này đó, mấy phần phụ chú này xong chắc có lẽ là chúng tôi phải xin phép nghỉ khoảng chừng 9:30. Chúng tôi nghĩ vì sáng mai đã đến ngày chúng tôi phải đi dạy ở trên học viện, cho nên phải đi sớm thức khuya để chuẩn bị đi. Chúng tôi chỉ ngủ được vài giờ đồng hồ thôi, cho nên và Thượng Giác Đẳng cũng như chư tôn đức thông cảm. Xin tri ân Thượng tọa Pháp Tân. Vậy theo cái cách thứ ba này là chúng tôi sẽ giảng hết bảy cái phụ chú, rồi phần thời gian nửa giờ còn lại xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tân chia sẻ với các Phật tử thêm cái ý nghĩa của đời sống của tại gia cư sĩ. Như vậy chúng ta thỏa thuận rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái bài học. Kính thưa quý vị, cái câu hỏi được đặt ra trong cái phần phụ chú là nói chính xác thì chữ cư sĩ có hoàn toàn đồng nghĩa với người Phật tử tại gia không? Thì điều này chúng ta cần phải hiểu rằng cái chữ cư sĩ
Thực ra không có từ nào mà dịch cho sát nghĩa với cái từ Pali cả. Chữ Pali, cái danh từ mà để gọi là cái người cư sĩ đó, thì nó có ba từ: Vihi, chữ Vihi người ta cũng dùng là cư sĩ, Thất Thát cũng dùng là cư sĩ, chữ TTH chấm dưới rồi quý vị, TTH chấm dưới. Lâu ngày rồi chúng tôi không có gõ cái chữ Bali, bây giờ quên hết trơn rồi. Thế nên chúng tôi cứ đánh lại như vậy. Rồi cái chữ thứ ba gọi là Nagarika. Chữ Nagarika sau cô dự pháp tôi không có để dùm hai dấu chấm, làm ơn cho trót, vót vót cho tròn. Chữ T ở phía trước là chữ tá cũng có chấm, mà chữ TH cũng có chấm, hai chấm chứ không chữ Pali không thể có một chấm. Rồi, dạ đúng rồi, hai chấm vậy. Cảm ơn cô. Nó thấy rồi cái chữ Anagarika, cái chữ na có dấu trường âm, chữ ga có dấu trường âm. Rồi cô như pháp thêm dùm hai chữ già. Cảm ơn đại đức từ tri Anagarika. À, cái vừa xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị, bỏ chữ đó đi. Quý vị bỏ cái chữ an ở đầu đi, quên cái chữ anagarika là cái vị xuất gia, vị xuất gia chúng ta xài cái chữ a ga rika agarika, chữ agarika chứ không phải già agarika. Và cảm ơn cô tu nữ tịnh hạnh agarika. Thì như vậy chữ hí là người ở nhà, chữ hát thác cũng là người ở nhà, chúng ta gọi là tại gia. Một chữ agarikat cũng là người ở nhà, chữ agarat, Agarat là cái nhà. Nên ba chữ này nếu mà dịch nghĩa là người tại gia, nhưng mà dịch theo Hán, từ điển Hán thì ở đây người ta có cái từ gọi là cư sĩ. Chữ cư là ở, sĩ là người, cư sĩ là người ở, hàm nghĩa là người ở tại gia, cho nên tên gọi là cư sĩ nó phân biệt với hạ xuất gia. Cho nên ở đây nếu mà phân tích từ chữ hí gahathát và Agarika thì ba từ đến nên dịch là người tại gia chứ không có thể người cư sĩ, nhưng mà xài riết rồi cũng quen thưa quý vị, gọi là người cư sĩ thì người ta biết. Thế thì cái chuyện cư sĩ có hoàn toàn đồng nghĩa với người Phật tử tại gia không?
bỏ đi cái chữ Phật tử thì chúng ta nói cư sĩ, nó hoàn toàn đồng nghĩa với chữ tại gia. Cư sĩ đồng nghĩa với tại gia, quý vị nhớ. Còn khi mình gọi là Phật tử tại gia đó, thì cái chỗ này chúng ta phải xài cái từ khác. Tất cả những người dân ở bên ngoài không phải là tu sĩ thì tất cả những người dân đó đều gọi là Gihi, Gahatha, Agarika, đều gọi là người cư sĩ cả. Nhưng mà để gọi là cái người cư sĩ hay là người Phật tử tại gia đó thì chúng ta có hai từ là chữ Upasaka. Upasaka cái chữ pa đó chữ pa này là chữ trường âm. Giờ Upasaka là trường âm. Rồi Upasika chữ bát trường âm. Chữ ca là trường âm. Upasika, Upasika. Cho nên cái chữ Upasika, Upasika, Upasika là nam cư sĩ hay là cận sự nam. Upasika là cận sự nữ. Như vậy đó, hỏi rằng là cư sĩ có hoàn toàn đồng nghĩa với người tại gia, Phật tử tại gia không? Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng là cư sĩ thì nói tổng quát là những người không phải tu sĩ mà còn ở tại nhà, còn ở còn có gia đình. Thì cái danh từ mà để gọi cho người cư sĩ hay là người Phật tử tại gia đó thì phải là Upasaka, Upasika. Upasaka, Upasika là nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Người ngoài á, thì gọi là ghi hí được, Gahatha được, Agarika được, nhưng mà không gọi là Upasaka, Upasika. Thì cái điều thứ hai đó, cái phụ chú thứ hai là điều gì chính thức xác định một cư sĩ là Phật tử hay không phải là Phật tử? Thưa quý vị, trước hết là cái tên gọi là xác định là người Phật tử hay không phải Phật tử. Tất cả mọi người nào mà còn sống ở trong gia đình, có vợ có chồng có con cái, có tài sản có nhà cửa có đất vườn, có gia súc, có nghề nghiệp sinh kế thì đều là ghi hí, là người cư sĩ cả. Nhưng mà cái người cư sĩ ghi hí đó, Gahatha đó, khi mà họ phát nguyện trước chư tăng là Sankho Pante Upasakoti Mantra Retha
Bạch chư tăng, xin chư tăng nhận biết con là một cận sự nam hay Upasika Tít Măng Tha Rê Thác, nhận biết cho con là người cận sự nữ. Khi họ phát nguyện như vậy đó, thì từ đó về sau họ trở thành cái người Phật tử tại gia có cái tên gọi là Upasaka Upasika, cận sự nam hay cận sự nữ, mà tào âm gọi là Upatthak Upayi, gọi Upatthak Upayi. Nó là xác định một danh từ để xác định người cư sĩ là Phật tử hay không phải là Phật tử. Những người cư sĩ nào mà không có phát nguyện mình là Upasaka Upasika của Đức Phật, của giáo pháp, của tăng chúng, thì như vậy người đó chỉ là cư sĩ nhưng không phải là Phật tử. Chúng ta nhớ rõ hai cái điều này. Sở dĩ mà chúng tôi nói nó hơi dông dài, có xen vô tiếng Bali làm cho Phật tử chúng ta khó hiểu, khó nhớ. Nhưng mà quý vị ráng nhớ dùm là tại vì nếu mà xài tiếng Việt không đó, thì trong tiếng Việt của chúng ta thì nó cũng mơ hồ lắm. Có đôi khi chúng ta ưng xài chữ này, ưng xài chữ kia, nó không có đúng theo cái văn tự của luật cư sĩ kinh điển, ở kinh điển Bali. Cho nên chúng tôi mới xài cái từ ngữ Bali. Cho nên khi mà chúng ta gặp người nào đó mà họ nói họ chỉ là người cư sĩ thôi, ví dụ như khi có một cái cuộc điện thoại gọi đến, chúng tôi nghe lại, chúng tôi mới hỏi xin lỗi, đầu dây kia là tu sĩ hay là cư sĩ? Thì người kia trả lời dạ là cư sĩ. Thì lúc đó chúng tôi hỏi cư sĩ nhưng mà là cận sự nam, cận sự nữ hay không phải cận sự nam, cận sự nữ? Thì họ nói giờ cư sĩ thôi chứ chưa có quy y tam bảo. Thì như vậy là biết chỉ là cái người thường ở ngoài họ gọi điện, vân vân, cái trường hợp như vậy đó. Chính điểm này mà người Phật tử chúng ta phải hiểu trong cái ý nghĩa thứ hai đó, trong cái điều kiện thứ hai để mà xác định cư sĩ là Phật tử đó, là người đó phải phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Có phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mới trở thành cận sự nam, cận sự nữ, là những người Phật tử tại gia. Nếu như một người cư sĩ mà bên ngoài họ có cái hạnh từ nhỏ lớn mà chỉ ăn chay, họ ăn đồ mặn không được và họ không sát sanh, từ nhỏ lớn họ rất là sợ máu của một chúng sinh khác, cho nên họ không từng giết, do cái thường cận cái duyên ở quá khứ họ không giết. Hay là một người lương thiện, họ không có trộm cắp, mặc dù họ không có sát sanh, không có trộm cắp, nhưng mà họ không có cái ý, không có sự cố ý giữ giới, gọi là chetanasi lăng, tức là không có thấy giữ giới, thì như vậy người đó cũng không gọi là một người cận sự nam hay cận sự nữ ở trong Phật giáo. Như vậy thì ngoài cái danh xưng
upasaka, người đó còn phải là người phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng trọn đời và phát nguyện thọ trì năm giới mà Đức Phật Ngài đã chế định hoặc là bát quan trì giới, ngũ giới hoặc bát quan trì giới. Thì như vậy người đó mới được gọi là, được gọi là những năm cư sĩ, được cư sĩ. Nhưng mà ở đây đó, một người mặc dù đã phát nguyện quy y Tam Bảo, nhưng nếu họ không hiểu rõ về Phật Pháp Tăng, họ còn có cái sự hoài nghi về Phật Pháp Tăng, như vậy thì họ không hẳn là những người nam nữ cư sĩ trong Phật giáo, là cận sự nam cận sự nữ, vì cái sự quy y của họ bận dơ và tâm quy của họ nó không được viên mãn, họ có cái sự hoài nghi. Wow. Một người mặc dù họ có phát nguyện quy y Tam Bảo nhưng họ còn theo thành kiến, còn tin theo ngày giờ hên xui tốt xấu sao chiếu hạn, hoặc là họ còn hữu đời là thường, là lạc là ngã, là tịnh vân vân, thì như vậy người đó chưa hẳn gọi là người nam nữ cư sĩ. Dù họ đã có phát nguyện quy Tam Bảo, họ đã đến chùa, đã quy y hồi nhỏ, theo cha mẹ đến chùa, cha mẹ cho quy y, có một cái chứng điệp quy y hay một lá phái, nói theo tịnh độ cư sĩ thì có cái lá phái, còn nói theo trong Phật giáo thì có cái chứng điệp quy y, có pháp danh đàng hoàng. Nhưng mà sau đó những người nam nữ cư sĩ này mà họ có tà kiến, hoặc là họ còn có sự hoài nghi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, thì họ chưa xứng danh được gọi là Upasaka, Upasika. Một trường hợp khác là dầu cho người đó trước đây có quy Tam Bảo, nhưng mà sau đó họ phản bội cái lý tưởng tín ngưỡng, họ xu hướng theo tà giáo, theo ngoại giáo, rồi họ trở lại họ phỉ báng Phật Pháp Tăng, như vậy thì họ đã phá vỡ quy y, họ không còn là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của giáo pháp, đệ tử của tăng chúng nữa. Như vậy thì lúc bây giờ họ chỉ còn là một người cư sĩ bình thường, nhưng không phải là cận sự nam hay cận sự nữ trong Phật giáo. Đó là những điều mà chúng ta cần phải biết rõ về cái phần phụ chú thứ hai. Cái phần phụ chú thứ ba đó trong này có vấn đề là giới luật của người Phật tử tại gia có tính cách khác biệt gì với hàng xuất gia? Để thưa quý vị, giới luật của người Phật tử tại gia nó khác với giới luật của hàng xuất gia về cái số lượng giới, thì giới của bậc xuất gia nhiều hơn. Một vị sa di cũng là 105 giới, mười điều học, mười điều hành pháp, mười điều trục xuất, 70 hợp pháp, như vậy là 105 giới.
Còn đối với vị xuất gia thì kheo thì nói theo vị tỳ kheo Nam truyền thì có 227 giới, trong đó 13 tăng tàng, 4 bất cùng trụ, 13 tăng tàng hay bất định, 30 ương xã đối trị, 92 ương đối trị, 4 ương phát lồ, 75 ương hợp pháp và 7 điều diệt trách. Như vậy có tất cả là 227 giới. Cái đó là nói theo số lượng. Chưa kể là đối với vị tỳ kheo đó còn có cả 1.500 cái giới tác ác lại. Cái giới tác ác nhiều lắm thưa quý vị, lên tới hàng ngàn, trên ngàn giới, 1.500 cái điều giới, giới tác ác lúc cái tác, giới nhỏ như vậy. Về cái số lượng thì cái điều giới của người tại gia cư sĩ nó lại có số lượng ít hơn người xuất gia. Ở cái khía cạnh thứ hai đó, cái giới luật của người tại gia cư sĩ là những cái nguyên tắc đạo đức xã hội, chỉ là nguyên tắc đạo đức xã hội thôi, hay là đạo đức của con người. Còn cái giới của cái vị xuất gia đó thì ngoài cái là nguyên tắc nữa, người còn những cái điều giới mà Đức Phật Ngài chế định nó có tính cách là để diệt trừ những cái phiền não, thu việc phiền não tế. Những cái giới luật của bậc xuất gia có những điều giới để làm trang nghiêm thân khẩu ý. Giới của bậc xuất gia để thu thúc các căn, giới của bậc xuất gia là để đem lại sự hòa hợp trong cộng đồng tăng chúng. Vâng vâng thì như vậy có nhiều giới, ví dụ như một cái giới thông thường mà chúng ta thường nghe gặp, một vị tỳ kheo không nên vì cái sự bực bội sân giận mà giá tay muốn đánh người khác, chỉ cần giá tay thôi cũng là phạm tội ư đối trị rồi. Ta là sắc thì căng, ta là sắc thì kê và chết thì dân. Tức là mình đưa tay mình giá như thế này. Người cư sĩ khi mà con cháu ở nhà nó lì lợm hay nó khó dạy, mình ở gần mình đưa tay mình giác tay cho nó sợ, đặng cho nó, cho con hay cháu nó đừng có lần mấy khóc khóc nhè. Giá tay như vậy thì không có phạm về ngũ giới hay tắc quan trai giới gì cả, nhưng mà đối với vị xuất gia đó, cái hành động mà giá tay như thế đó là xem như là phạm tội. Hay là có những cái giới Udike Hasatthame Pacittiyam, vị tỳ kheo tắm ở dưới sông
hay ở dưới ao, vừa tắm vừa giỡn nước như người cư sĩ thì phạm tội. Thì cái đức giới bậc xuất gia như vậy á, là làm cho đẹp, cho nên giới đó, cái tính cách đó người cư sĩ khỏi cần phải giữ. Hoặc là như trong ưng hợp pháp, vị tỳ kheo khi đi không có nhón gót, không có đứng đằng xa, ngồi trong nhà của người cư sĩ, vị tỳ kheo không nên ngó chung quanh, ngó giáo giác, mà chỉ ngó một chỗ thẳng về phía trước, cái tầm nhìn hơi cúi xuống, trước cỡ khoảng chừng 2 hắc tay. Còn người tại gia cư sĩ thì muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, cách nào cũng không có phạm giới. Cho nên người của người cư sĩ thì dễ hơn, còn bậc xuất gia thì khó hơn, thưa quý vị. Nhắc đến cái chỗ này thì chúng tôi xin thưa quý vị, nếu mà cái vị xuất gia đó mà trú giới cho nó đàng hoàng, hiểu biết hết, thông thuộc hết các giới, vị đó có cái sở hành đẹp lắm, thưa quý vị. Từ cái lời ăn tiếng nói, cách cử chỉ, đi đứng nằm ngồi, cái gì cũng được, cái gì cũng được. Chúng tôi tiếc là ngày xưa đó thì các vị còn học giới luật, nói ra là biết liền. Còn thời nay đó, đa phần những vị tu sĩ trẻ mới xuất gia sau này đó, họ không biết ất giác gì hết. Và nhiều khi ông thầy cũng không nhắc, không cần nhắc, nhắc ra thì giận hờn hay là thấy khó khăn rồi thôi, bỏ qua riết rồi cái vấn đề đó vậy. Cho nên người cư sĩ bây giờ họ có niềm tin, hoặc là khi đã có niềm tin nơi tăng chúng rồi, sau đó họ bất mãn. Chứ còn nếu mà một vị tỳ kheo mà giữ giới, bậc xuất gia giữ giới đàng hoàng á, thì người tại gia cư sĩ họ sẽ cảm thấy rằng cái phẩm hạnh của họ không bằng bậc xuất gia, cho nên cái đức tin họ sẽ mạnh mẽ hơn. Cho nên cái vấn đề thứ ba đó, khi hỏi rằng giới luật của người tại gia cư sĩ có tính cách khác biệt gì với bậc hạnh xuất gia, thì chúng ta nói trước hết là hình thức. Cái số lượng giới thì người tại gia ít hơn số lượng giới của bậc xuất gia. Nói về cái tính chất đó, thì cái giới luật của bậc xuất gia là để hoàn chỉnh về thân hành khẩu hành của một người tu tập. Còn người tại gia cư sĩ thì chỉ căn bản là làm sao giữ cái nề nếp của con người, đạo đức của xã hội thôi. Thành ra nó không có bị bó buộc nhiều. Bây giờ qua đến vấn đề thứ tư, trên phương diện tu tập và phụng sự thì có điều gì ưu thắng trong sự so sánh giữa người xuất gia và người tại gia? Nhưng trong cái vấn đề này được đưa lên đó, thưa quý vị, nó có phần hơi bị tối nghĩa chút, hoặc là chúng tôi chưa hiểu rõ lắm. Cái vấn đề phụng sự ở đây là phụng sự cái gì? Thứ hai đó, là khi đặt cái vấn đề là có điều gì ưu thắng trong sự so sánh giữa người xuất gia người tại gia, thì ở đây thưa quý vị, cái điều ưu thắng đó là muốn ám chỉ cho cái gì? Thí dụ chúng ta nói là
Trên phương diện tu tập giữa người xuất gia và người tại gia, ai ưu thắng hơn? Thì câu đó dễ hiểu. Trên phương diện phụng sự thì giữa người xuất gia người tại gia ai ưu thắng hơn, và tại sao là ưu thắng? Thì cái đó thì chúng ta sẽ giải thích cái chỗ này. Còn khi mà nói đến trên phương diện tu tập và phụng sự thì có gì ưu thắng, điều gì ưu thắng trong sự so sánh? Bây giờ nếu nói như vậy thì người tại gia có ưu thắng hay là người xuất gia có ưu thắng hơn người tại gia? Còn bỏ ngỏ, cho nên chúng tôi chỉ giảng theo cái cách hiểu của mình thôi. Thì thưa quý vị, ở đây có hai vấn đề là vấn đề tu tập và vấn đề phụng sự. Chúng ta bỏ cái chữ ưu thắng đi, chúng ta xài cái chữ lợi thế. Ở lợi thế, không cần quý vị nói xài chữ ưu thắng còn nghe dễ hiểu hơn chữ lợi thế. Nhưng mà thưa quý vị, để chúng tôi giải thích cho quý vị nghe. Nếu mà so sánh giữa người xuất gia và người tại gia đó, thì cái người tại gia tu khó khăn hơn, nó không có lợi thế bằng người xuất gia. Chúng tôi lấy cái thí dụ trên phương diện giữ giới. Vị bậc xuất gia là mặc y cà sa, sống ở trong thiền môn, trong cửa thiền, và do đó cho nên những gì thuộc về đời, thuộc về thế tục, người ta không có ép được, không có bắt buộc được. Thì chúng tôi giả sử khi mà một vị sư đi hội họp giữa một cái hội chúng đông, hội chúng ở bên ngoài về thăm quyến thuộc, bà con quyến thuộc họ tụ họp lại trong cái ngày giỗ quải ông bà vân vân, thì họ bà con lớn sớm họ không ép cái vị sư đó, cái vị tu sĩ đó uống rượu hết, không có ép uống rượu. Nhưng mà là người tại gia cư sĩ thì bị thất thế ở chỗ là trong cái việc mà giao tiếp với xã hội bên ngoài, họ phải làm ăn, họ phải giao du, giao thiệp với bạn bè, với quan chức vân vân. Thì bây giờ thì đi ngồi vào cái bàn tiệc cũng đồng thời là cư sĩ với nhau, nhưng mà mấy anh thiện nam Upasaka anh ngồi vào bàn tiệc anh không dám uống rượu, không dám uống bia, nhưng người ta ép thì bây giờ anh làm sao đây? Nếu anh không uống thì mấy người kia đó là họ chê là đàn ông gì mà không biết uống rượu vân vân, giống như đàn bà vân vân. Thì như vậy cũng tội nghiệp anh. Bây giờ chẳng lẽ ảnh tự xưng ảnh là Phật tử giữ giới không uống rượu sao? Có vậy thì nó khác biệt. Cho nên có những chàng thiện nam cũng than chúng tôi cái chỗ đó.
Rồi người cư sĩ phải đi giao du, giao dịch, làm ăn với người ta, buôn bán. Ở trong cái vấn đề thương mại, buôn bán thì không thể là không nói dối. Có trường hợp phải nói dối. Không nói dối mà mình mà thành thật quá thì buôn bán không được, không có lợi nhiều, hoặc trả lời buôn bán ế ẩm, vân vân. Chỉ hai vấn đề đó thôi là chúng ta thấy rằng người tại gia cư sĩ trên phương diện tu tập đó, nếu không có cái lợi thế bằng bậc xuất gia. Bậc xuất gia là hình thức đầu tròn áo vuông, y cà sa là áo vuông, thì như vậy không có ai ép phải uống rượu và không có chuyện gì mà ép phải nói dối, bởi vì là một vị tu sĩ, một vị xuất gia mà. Cho nên vị xuất gia có lợi thế hơn trên phương diện tu tập thiền định của vị. Người tại gia cư sĩ có vợ hoặc có chồng, rồi ở trong gia đình có con có cháu, rồi có bạn bè thân hữu, có bà con lối xóm cần phải giao tiếp. Họ ở nhà nếu họ đóng cửa phòng lại, im thinh thích ở bên trong để họ hành thiền thì thưa quý vị cũng khó coi, và nó bị chi phối nữa, ồn ào chi phối. Mình là chủ nhà, tại sao tối ngày cứ đi vào phòng đóng cửa hoài? Ở trong chùa đó thì một vị sư ngoài cái giờ đi làm việc giao tiếp với Phật tử, vị đó có cái thời gian ngồi yên ở trên trên chánh điện hay là ở trong phòng để mà hành thiền thì không ai nói gì hết. Người ta còn thấy cái chuyện đó là hợp lý. Cái chuyện mà một vị xuất gia mà ngồi yên suốt cả ngày mà hành thiền không, không nói chuyện tới ai, họ cho rằng cái đó là cái sinh hoạt hợp lý. Nhưng mà đối với người tại gia thì thất thế. Là muốn hành thiền là phải bỏ nhà đi vào trong trường thiền, tạm bỏ nhà một thời gian trong một khóa thiền nào đó 10 ngày, 20 ngày và tháng hay là 3 tháng. Thậm chí họ giao duyên, xuất gia giao duyên tạm trong một năm để mà tu thiền cũng được. Cho thấy rằng là trên phương diện tu tập thì người xuất gia đó có nhiều lợi thế để tu tập hơn là người tại gia cư sĩ. Bây giờ chúng ta lại nói đến trên phương diện phụng sự, thì ở đây người tại gia cư sĩ đó họ phụng sự cho Phật pháp, họ phụng sự cho xã hội hay phụng sự cho cái việc mà thờ phụng trên bảo, họ lợi thế hơn người tại gia. Khi mà Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịch Niết Bàn đó, lúc đó tôn giả Ananda có bạch hỏi Đức Phật, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì chúng tỳ kheo sẽ làm như thế nào đối với xá lợi báo thân của Đức Thế Tôn? Thì Đức Thế Tôn ngài bảo rằng chớ quan tâm đến việc đó này Ananda, hãy để việc thờ phụng xá lợi Như Lai, cái việc đó đã có các vị gia chủ cư sĩ, có những nam cư sĩ nữ cư sĩ họ
thờ phụng được rồi, còn các ngươi thì chỉ lo chuyên tâm học và hành pháp thôi, thiền định thôi. Ngày nay đó, ở trong chùa nơi mà các vị tăng sĩ trú ngụ thì phải thờ Phật để cho người cư sĩ mỗi lần đến viếng thăm chư tăng rồi họ lên họ lại Phật, cho nên phải thờ. Xá lợi mà thờ ở bên ngoài mà không có, hồi đó nam nữ cư sĩ bên ngoài là những bậc thánh cư sĩ thì họ cái niềm thương nơi tâm bảo, cho nên họ bảo vệ, họ cung phụng tháp thờ xá lợi tốt. Nhưng mà ngày nay nếu mà lập tháp ở giữa đường đó, ở giữa ngã ba ngã tư đường, quanh năm suốt tháng chẳng có thèm ai, chẳng ai thèm đi đến để mà quét dọn lau bụi bặm hay là hư khói. Thế là cả những cái việc thờ phụng đó ngày nay là phải để ở trong chùa, giao cho các vị tăng sĩ làm. Cái đó nó cũng đi ngược lại với cái lời dạy của Đức Phật chút, nhưng mà không sao, cái chuyện cũng nhẹ thôi. Nhưng mà nói trên phụng sự cái lý tưởng giáo pháp đó, thì bậc xuất gia lại có lợi điểm hơn là người cư sĩ. Người cư sĩ họ còn bận rộn với nghề nghiệp, lo thu hoạch tài sản, hoặc là gìn giữ tài sản, hoặc nuôi vợ con, hay nuôi cha mẹ, nuôi quyến thuộc, hoặc là thụ tạ cho bạn bè. Cho nên cái việc mà họ phụng sự cho lý tưởng giáo pháp thì không bằng những bậc xuất gia. Những bậc xuất gia có thể bỏ cả cuộc đời để mà nghiên cứu về giáo pháp, học thuộc lòng về giáo pháp, và chính tăng là những vị duy trì giáo pháp. Cho nên cái việc và phụng sự tam bảo, nếu mà trên phương diện thờ cúng thì người cư sĩ có lợi thế hơn là người tại gia. Nhưng mà trên phương diện phụng sự giáo pháp, duy trì mạng mạch của chánh pháp thì bậc xuất gia có lợi thế hơn người tại gia cư sĩ. Người tại gia không thể nào duy trì giáo pháp được, bởi vì sau cái đời sống của họ, họ có học pháp, có hành pháp đi chăng nữa, nhưng mà họ không thể nào đi thuyết pháp, họ không có thể nào học thuộc lòng cả tâm tạng và giết lắc để gìn giữ cái nội dung của chánh pháp. Nếu như mà họ có sử dụng được chánh pháp khi ở những cái xứ sở, những cái nơi mà không có tăng, thì những người cư sĩ thuần thục trong giáo pháp họ có thể làm gương cho cái đời sống đạo hạnh cho dân làng, và họ có những cái buổi sinh hoạt chia sẻ, họ dạy cho người tại gia cư sĩ được như là những gia đình Phật tử thanh thiếu niên chẳng hạn. Những cái gia đình Phật tử đó thì những huynh trưởng, những gia trưởng là những người cư sĩ giỏi Phật pháp dạy cho các cái thế hệ. Nhưng mà rồi thứ gì cũng không mạnh, cũng không mạnh bằng. Còn người ta, còn bậc xuất gia đó thì có cái lợi thế là phụng sự cho giáo pháp thì cả cuộc đời phụng sự được. Cho nên nếu mà nói về cái vấn đề, cái khía cạnh tu tập đó, thì bậc xuất gia có lợi thế hơn là người tại gia cư sĩ. Người cư sĩ trong cái tu tập vẫn còn có một vài trường hợp là họ bị thất thế, họ không có tu tập trọn vẹn. Trên phương diện phụng sự
thì phụng thờ Đức Phật hay là hộ pháp hộ tăng đó thì người cư sĩ có lợi thế hơn, bởi vì họ có tài sản và họ là người cư sĩ, cho nên cái thờ vị thờ lại cúng bái thì cái điều này nó dễ coi hơn là một xuất gia. Nhưng mà trên phương diện hoàn truyền chánh pháp để duy trì lâu dài thì cái người xuất gia nó có lợi thế hơn người tại gia cư sĩ. Chúng ta cần phải phân tích nhiều nhiều như vậy để chúng ta hiểu các cái vấn đề. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề thứ năm là sự phân biệt giới tính nam nữ, nam cư sĩ và nữ cư sĩ có cần thiết như trường hợp nam tu sĩ và nữ tu sĩ không? Ở đây thưa quý vị, đối với trường hợp nam tu sĩ và nữ tu sĩ là tỳ khưu ni đó, mới cần phân biệt rõ ràng. Nhưng mà phân biệt giới tính nam cư sĩ nữ cư sĩ đó thì không không cần thiết. Sở dĩ mà gọi là nam cư sĩ nữ cư sĩ là vì nhìn cái hình thức của họ mới nói họ là nam cư sĩ nữ cư sĩ, nhưng mà họ vẫn sinh hoạt trà trộn với nhau được ở bên những có một vài đạo như là cao đài hay là tịnh độ vân vân. Thì mấy cái chùa chúng ta thấy ở phía trước họ có hai cổng, ở bên là nam phái bên là nữ phái. Nam phái tức là những người nam cư sĩ thì đi cái ngã phía bên tay trái, nam tả nữ hữu, phía bên tay phải thì nữ phái, nam tả nữ hữu, họ đi riêng đường nhau. Nhưng mà cái trường hợp phân biệt nói như vậy chứ, đối với người cư sĩ đó, thì giới luật giống nhau, cũng đều là cũng giới cả, hay cũng đều bát quan trên giới hết, cũng đều là người cận sự nam cận sự nữ, là người gần gần gũi Tam Bảo, gần gũi với Đức Phật giáo pháp và tăng chúng, tức là họ đi đến để họ phụng sự cho Tam Bảo, họ nghe pháp, học pháp rồi hành pháp. Cho nên người cư sĩ nói nam nữ cư sĩ là nói để cho có nó tách biệt như vậy, nhưng mà thật ra thì nó không có cần thiết bằng giống như là phân biệt giữa tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng. Vì tỳ kheo ni thì không thể nào mà cái giới luật không có đồng đều. Cái giới luật của tỳ kheo thì 220 giới, mà giới luật của Tỳ Kheo Ni là 311 giới nếu nói theo luật Tạng Pali. Cái số lượng nhiều, và ở bên chư bên chúng tỳ kheo đó thì khi mà tác pháp biết ba lăng sự để cho một cận sự nam xuất gia thì chưa tăng khỏi cần phải trình qua bên tỳ khưu ni. Nhưng mà bên ni chúng á thì mỗi lần mà muốn cho cô nào đó mà xuất gia thì ở bên ni phải làm một cái tâm sự, xong rồi phải dẫn qua bên chư tăng và chư tăng làm cái tâm sự nữa,
phải hai cái tăng sự mới thành tỳ khưu ni, thưa quý vị. Tỳ khưu tăng thì có thể giáo giới, tức là dạy dỗ cho tỳ khưu ni được, nhưng mà tỳ khưu ni thì không được phép dạy tỳ khưu tăng. Nếu có cái sự phân biệt như thế, ni không phải là cái sự kỳ thị hay là không có bình quyền, không có. Nhưng mà ở đây thưa quý vị biết là Đức Phật lại biết rõ ý là như vậy đó, mà bên ni họ vẫn còn có nhiều người họ ngã mạn, và chính do cái sự ngã mạn đó đó mà họ làm cho hư chuyện, họ sinh hoạt không có thuận tùng, không có phục tùng tăng chúng. Do vậy cho nên cho Phật pháp bị suy yếu đi, là Đức Phật ngài dạy Garuda Dhamma là bát kính pháp, là tám cái điều mà tỳ kheo ni phải tuân thủ đến trọn đời. Tỳ kheo ni đảnh lễ tăng, đảnh lễ tỳ kheo tăng được, nhưng mà tỳ kheo tăng thì không có đảnh lễ tỳ kheo ni. Cho nên đối với bậc xuất gia đó thì cần phải phân biệt cái giới tính giữa nam tu sĩ và nữ tu sĩ để có sự sinh hoạt bên nào ra bên đó, và bên nào phải phụ thuộc vào bên nào, bên đi phải thuộc phụ thuộc vào bên nào, như vậy mới được tồn tại. Còn đối với nam nữ cư sĩ thì không cần phải phân biệt, bởi nam nữ cư sĩ thì bình đẳng cũng tam quy ngũ giới giống như nhau. Và có đôi khi nếu mà người nữ cư sĩ đó mà họ giỏi hơn, hiểu biết nhiều hơn, thì họ có thể dạy cho một cái lớp Phật pháp mà có mấy ông thiện nam đi học nữa, không sao đâu quý vị, không sao hết. Đúng là nói về cái điều thứ năm. Còn cái phụ 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 chú thứ sáu đó, cái vấn đề được đặt ra là người tại gia chứng thánh quả có đảnh lễ phàm tăng chúng chăng? Kính thưa quý vị, tất nhiên là đối với người tại gia cư sĩ, những cận sự nam cận sự nữ giàu cho đắc tu đồ quần thưa đà hàm a na hàm cũng phải đảnh lễ các vị tỳ kheo. Khi họ đến chùa phải đảnh lễ, khi họ đến chùa là đảnh lễ các vị tỳ kheo, dù các vị tỳ kheo đó còn phàm phu, còn phàm tăng, nhưng cũng phải đảnh lễ. Họ đảnh lễ như vậy họ thể làm đúng theo cái luật của người cư sĩ, nhưng mà đối với cái vị tỳ kheo phàm phu, khi mình biết được những nam nữ cư sĩ này là những bậc thánh mình còn phàm, mà thọ nhận cái sự đảnh lễ của vị đó, đó của những nam cư sĩ nữ cư sĩ đó, thì mình sẽ tổn giảm, sẽ tưởng giảm về cái phước báo, và mình mang một cái ác nghiệp. Nếu như mà mình có cái sự đón nhận một cách hoan hỷ, đón nhận cái sự đảnh lễ đó một cách hoan hỷ, thì bị tỳ kheo đó coi chừng sẽ sanh vào cái khổ cảnh trong tương lai. Do vậy cho nên gặp họ đi đến chùa đó, thời Đức Phật đó, những nam nữ cư sĩ mà chưa tăng phải thông báo với nhau,
Ở trong làng này có gia đình nọ, một gia đình, hai gia đình, ba gia đình là những thánh cư sĩ tu được quần hoặc tư đà hàm, a-la hàm, là sau khi được các vị trưởng lão la hán, các vị báo cho biết, phải tụng tuyên ngôn báo cho tăng biết, để cho tăng, nhất là các vị phạm tăng phải thấy tình, không nên có cái sự cư sĩ cư xử với những người cư sĩ đó một cách quá đáng, không bắt buộc họ phải đi thi lễ với mình, và không có phải thường xuyên đi khất thực ghé ngang nhà họ mỗi ngày. Vì người cư sĩ đó, thánh cư sĩ đó, thì cái đức tin họ mạnh lắm thưa quý vị, dầu cho nhà họ nghèo, buổi sáng hôm nay họ hết gạo rồi, chỉ còn đủ nấu một chén cơm để ăn thôi, họ cũng sẵn sàng đem chén cơm xếp bát cho vị tỳ kheo, không biết là vị tỳ kheo đó là phàm hay là thánh, nhưng họ cũng cúng dường, chẳng thà họ chết đói. Thế thôi lắm thưa quý vị. Cho nên Đức Phật Ngài vì cái lòng bi mẫn, Ngài mới chế định cái luật, ưng phát lộ, Patiti Sanidhyā, bốn cái điều ưng phát lộ, Chattaro Patiti Sanidhyā, là những người nam nữ cư sĩ nào mà chư tăng đã thông báo ở làng đó có những nam nữ cư sĩ là thánh cư sĩ, thì các vị tỳ kheo không nên đi đến thường xuyên, và họ có đi đến chùa họ cúng dường thì nghiêm túc mà nhận, nhưng mà không có để cho họ thi lễ vì mình sợ tổn đức của mình. Còn người cư sĩ họ làm theo pháp người cư sĩ thì họ cũng đảnh lễ chư tăng như thường, đảnh lễ tập thể cũng được không sao. Bởi chính vì chỗ đó đó, nói cái chuyện này qua chuyện kia nó hơi dài dòng chút, là tại sao mà các vị trưởng lão mà họ hiểu sâu xa đó, họ biết mình còn phàm phu, cho nên đừng có nói chi là nam nữ cư sĩ thánh nhân, chỉ là nam nữ cư sĩ mà họ có giữ giới nghiêm túc đàng hoàng, họ có đức tin đàng hoàng, họ đến họ lại là mình không khéo cũng tổn đức. Do đó cho nên các vị luôn luôn mang theo một cái tượng Phật nhỏ, được họ các vị tỳ kheo đó để cái tượng Phật ở trong người, hoặc là cầm lên ở trên tay khi mà người ta đảnh lễ, để cho mình có ý nghĩ rằng là người ta đang đảnh lễ Đức Phật chứ không phải là đảnh lễ mình. Mình ngồi sau lưng Đức Phật quá giả. Nếu như ngay trong lúc đó vị tỳ kheo không có tượng Phật, không có hình Phật mang theo, thì khi người ta đảnh lễ vị tỳ kheo liền đọc lên, đọc thầm một câu Phật ngôn nào đó, như Đức Thế Tôn dạy: Anicca vata sankhara upadavaya thammido paccito niruccanti te sangu va samosukho. Mình cứ đọc hoài như vậy đó. Chia răng vata yangayo vata vinh thế xế sở tích chú thua bê ta vinh nhà nô nê rát thăng vật linh gà răng. Mình cứ đọc hoài cái câu Phật ngôn đó. Một là tâm của mình ngay trong lúc đó mình đang chú ý để tụng niệm Phật ngôn, mình không có vui thích, không có thỏa thích, quan hỷ với sự đảnh lễ của người nam nữ cư sĩ đó. Như vậy là mình bớt đi cái phần tổn đức. Thứ hai nữa là khi mình đọc lên như vậy để cho họ có lễ bái, thì mình tác ý rằng họ đang lễ bái pháp bảo, họ đang lễ bái pháp. Cái cách đó cũng hay thưa quý vị. Cái đó là chúng tôi học được của các vị trưởng lão, các vị trưởng lão thời xưa nha, chứ các vị trưởng lão thời nay thì các vị không có dễ dẫn cho mình cái đó đâu. Cho nên
Biết cái gì thì chúng tôi chia sẻ với quý vị chút để chúng ta học, mà chúng ta có nhiều cái lợi ích, nhiều cái sự an lạc. Rồi bây giờ thưa quý vị, chúng tôi nói trên phương diện thứ bảy, nói về cái phụ chú thứ bảy. Trên phương diện giáo điển thì có những lời Phật dạy dành riêng cho người Phật tử tại gia chăng? Có phần nào mà người cư sĩ không được phép để biết chăng? Thì trước hết á, là chúng tôi xin trình bày về những lời mà Đức Phật đã dạy dành cho người, dành riêng cho người tại gia. Có chứ thưa quý vị. Thí dụ như những cái bài pháp mà Đức Phật Ngài thuyết cho cái người cư sĩ nó nghe, cho các cô độc nghe, hay cho vua Bát Xê Na Đi nghe, hoặc là cho những cận sự nam cận sự nữ khác nghe, thì những cái pháp đó là những pháp dành riêng cho người cư nên là đi khách trên núi, thanh niên đi khách trên núi, đi đến hỏi Đức Phật, mình Đức Thế Tôn, người cư sĩ chúng con phải làm như thế nào, phải tu tập như thế nào để có lợi ích hiện tại đến thật thâm minh cách tháp sự tập tí, và làm như thế nào để chúng con có được cái lợi ích trong tương lai sambandhi cách thăng sự tập tí. Thì lúc đó Đức Phật càng mới dạy này, đi khách chân núi, đi khách chân núi là một cư sĩ, một nam cư sĩ, người cư sĩ có bốn pháp đem đến lợi ích hiện tại. Một là nấu rượu, làm nghề nghiệp chân chính Uttanasambada, những thu hoạch tài sản chưa có làm cho có. Thứ hai Anuraksha Sampada, tức là phải biết bảo vệ tài sản đã có, đừng để cho mất, đừng để cho mất mát suy sụp. Đó là lợi ích hiện tại cho họ. Cái thứ ba Anavacca, cái thứ ba gọi là Kalajana Metta, tức là có mạng lành. Người cư sĩ khi mà giao thiệp, giao du, thân cận với ai thì phải lựa cái người chân chính, cái người có đạo hạnh tốt, có đức tin, có tinh tấn, có trí tuệ để mình làm bạn. Thì như vậy mình có lợi ích trong hiện tại. Còn nếu như người cư sĩ mà chơi với những bạn ham mê cờ bạc, rượu chè, đàn điếm, hoặc là du hí, du thực vân vân, thì như vậy sẽ làm tổn hại, suy sụp, sẽ suy sụp. Còn khi mà lựa bạn mà chơi đó, lựa bạn tốt mà chơi, thì như vậy nó sẽ đem đến lợi ích hiện tại. Và thứ tư Samajivo, tức là có cái nếp sống thăng bằng, tức là cái người tại gia cư sĩ đó. Đức Phật dạy rằng là có tài sản không nên quá phung phí, nhưng mà cũng không quá keo kiết hạ tiện. Vì này đi trên núi, tài sản thu nhập ít nhưng mà sống quan phí tiêu pha thì nhiều, thì như vậy
nó ngồi không ăn nuốt cũng lỡ. Đức Phật Ngài dạy như thế. Còn nếu như mà người cư sĩ có tiền bạc nhiều, dùng cất chứa để dành đó, không dám ăn, không dám xài, không dám tiêu pha, xài cho mình và nuôi vợ con, nuôi cha mẹ, nuôi vợ con, thì như vậy người cư sĩ đó được gọi là chết đấu trên cái đống vàng. Nhưng có lợi, có tài sản nhiều mà không dám xài là không có lợi. Cho nên Đức Phật càng dạy người cư sĩ phải sống đời sống thăng bằng, tức là mình không có hoang phí nhưng mà cũng không có keo kiết. Cái gì đáng chi xài thì mình chi xài, còn cái gì không đáng thì thôi. Sống như vậy là có lợi, đó là những pháp lợi cho người cư sĩ mà Đức Phật đã dạy, dạy riêng cho người cư sĩ. Lỡ trong tương lai là người cư sĩ muốn trong tương lai sau khi mệnh chung mình được an lạc cõi trời của người đó, thì họ phải si lát sattha sambada, tức là thành tựu đức tin, si lát sambada thành tựu giới hạnh, chaga sambada thành tựu cái sự bố thí, và panya sambada tức là thành tựu trí tuệ. Đức Phật đã dạy cái bài kinh đó là Đức Phật đã dạy riêng cho người tại gia cư sĩ, hoặc là ngài dạy cái pháp môn dành riêng cho người tại gia cư sĩ đó, như là trong cái bài kinh Singalo Wada Sutta, giáo giới thì ca là việc, giáo giới cho thanh niên ca lắc, mà đọc âm là Thikala, Thikala Singala, Singalo Wada, Wada là giáo giới. Cái bài kinh đó dài lắm thưa quý vị, bài kinh đó thuộc về trường bộ kinh đi khái Nikaya. Rồi trong đó Đức Phật ngài dạy cái nào ngài đi khất thực vào buổi sáng đến tại cửa thành ở Rajagaha, thì gặp một chàng thanh niên quần áo ướt đẫm, tóc tai ướt đẫm, đang lại xứ phương, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, hướng trên, hướng dưới, và lại gì? Đức Phật ngài dừng lại, ngài hỏi này thanh niên, này gia chủ tử, vì sao phương như vậy, có ý nghĩa như thế nào? Thì Sinh-ca-lá mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con không biết, nhưng mà lúc cha con còn sống đó thì cha con cũng hành theo cái pháp là lại sáu phương, rồi dặn thương dặn con khi cha sắp chết, cái bữa căn dặn là con giữ cái truyền thống đó, tức là mỗi buổi sáng sau khi ngâm mình trong nước ướt đẫm và phải quỳ lại sáu phương như vậy, thì Đức Phật này mới nói rằng là ở trong pháp luật này cũng có đảnh lễ sáu phương, nhưng mà khác hơn cái sự đảnh lễ sáu phương của ngươi. Thì Sinh-ca-lá mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, sáu phương, đảnh lễ sáu phương trong pháp luật là như thế nào, xin Đức Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ lắng nghe. Thì lúc đó Đức Phật này dạy đỉnh lễ phương đông là hiếu kính với cha mẹ, làm tròn những bổn phận với cha mẹ. Đỉnh lễ phương nam để nói với thầy tổ. Đỉnh lễ phương tây là vợ chồng. Đảnh lễ phương thức là đối với bạn bè, đảnh lễ phương trên là đối với các vị sa môn và la môn, còn đảnh lễ phương dưới là phải đối xử với tôi, với người ăn kẻ ở,
cho nó đàng hoàng đúng theo bổn phận của mình là chủ. Như vậy là con phải làm tròn bổn phận với cha mẹ như là phương Đông, làm học trò, mà đối với thầy dạy mình phải làm tròn bổn phận như là phương Nam. Vợ đối chồng, đồng chồng đối vợ phải làm tròn bổn phận như là đảnh lễ phương Bắc, phương Tây và phương Bắc, là bạn bè đối xử nhau, bạn đối với gia chủ, gia chủ đối với bạn bè phải có những cái bổn phận. Đức Phật này rõ ràng ở đây thì không có thời gian thú vị, cho nên chúng tôi không có dạy cái, không có nhắc cái các cái bổn phận này được. Rồi đối với người tại gia cư sĩ, người cư sĩ ở ngoài đó, thì có cái bổn phận đối với phương đảnh lễ phương trên đó, tức là có cái bổn phận người cư sĩ gặp các bậc xuất gia tu hành, những vị sa môn bà la môn, thì mình phải có bổn phận như thế nào, đối đãi như thế nào. Và những người tại gia cư sĩ khi mà họ làm chủ cả, họ có những người giúp việc ở trong nhà, tôi trai tớ gái giúp việc ở trong nhà, thì là một người gia chủ, là ông chủ phải đối xử với họ sao cho nó tròn bổn phận. Trọn vẹn cái bài kinh đó là Đức Phật dạy cho người cư sĩ không? Cho nên ở đây nói về cái phương diện giáo điển thì vẫn có những lời Phật dạy dành riêng cho người tại gia cư sĩ nhiều lắm thưa quý vị. Nếu mà quý vị có xem thì có nghiên cứu, chúng ta đọc lại trong cái quyển cư sĩ giới pháp mà chúng tôi đã biên soạn và đã ấn hành. Rồi cái phần thứ hai đó, là có phần nào mà người cư sĩ không được phép để biết chăng? Thưa quý vị, cái phần mà luật tạng đó thì có những điều người cư sĩ không cần phải biết. Bởi thế trong cái ngày Vô Sắp Thá lễ Bồ Tát, hàng mỗi một nửa tháng chư tăng tụng giới đó, thì không để cho người cư sĩ có mặt, vì họ nghe chư tăng tụng giới, họ biết được hết tất cả các giới của vị, của đời sống vị xuất gia, của vị tỳ kheo, rồi họ sẽ đem lòng chỉ trích, cho nên phải không cho họ có mặt. Nhưng mà có những điều giới, những cái điều luật mà Đức Phật quy định, như là về vấn đề trú xứ, cái vấn đề y phục, vấn đề vật thực, phải thọ dưỡng như thế này mới đúng pháp, vân vân, là người cư sĩ phải biết. Biết chi vậy? Biết để khi mà chúng ta cúng dường thực phẩm, cúng dường y phục, cúng dường sàn tọa trú xứ và cúng dường thuốc trị bệnh cho chư tăng, thì chúng ta phải biết rõ cái luật của bậc xuất gia như thế nào mà chúng ta tránh, vậy là làm cho đúng luật. Thí dụ như trong luật ứng hợp pháp đó, vị tỳ kheo không nên đứng mà nói pháp cho cái người ngồi, hay là không nên ngồi mà nói pháp cho cái người nằm, nằm dài ở trên đường, đứng ở phía sau không nói pháp cho người ở đi ở phía trước, hoặc là đứng ở dưới đất không nên nói pháp đến người ngồi ở trên xe thuyền, hoặc đi ở trong lề không nói pháp cho người đi, người cư sĩ đi ở giữa đường, đường cái, vân vân. Những cái điều đó đó là người cư sĩ học biết để chi, để khi mà quý vị đi đến chùa đó, quý vị muốn hỏi pháp đừng có làm khó các vị tỳ kheo. Khi mà quý vị hỏi pháp mà đầu quý vị còn đội nón thì vị tỳ kheo đó không thể nào trả lời
giáo pháp cho quý vị nghe được, không trả lời pháp cho quý vị nghe được. Lúc đó cái Phật tử giận vì họ không biết luật. Họ phải hiểu rằng tại sao vị tỳ kheo này ta hỏi pháp mà vị đó không nói. Mình nhớ trở lại mình nói, vì ở trong luật ưng hợp pháp đó, là Đức Phật này chính vị tỳ kheo không nên nói pháp đến người che dù, đến người đội nón hay là trùm khăn, hay là người đang cầm gậy. Ta đang đội nón, ta đang che dù, ta đang mang dép mà vị tỳ kheo đi chân không, thì làm sao mà vị ấy nói pháp cho mình nghe được. Mình hiểu vậy cho nên mình không giận tỳ kheo. Có những cái điều giới thưa quý vị, các Phật tử chúng ta phải rành như vậy, nỗi tới sáng cũng không hết đâu. Cho nên trước đại khái là những cái điều đó các Phật tử chúng ta phải biết. Còn cái vấn đề kinh điển, tạng kinh đó, tạng kinh và thắng pháp, kinh tạng và thắng pháp tạng, thì các Phật tử chúng ta vẫn được như là bên chư tăng vậy. Các vị xuất gia học được như thế nào thì mình học được như thế đó. Nhưng mà trên phương diện luật thì có những cái mà chúng ta nên biết và những cái chúng ta không nên biết. Chỉ vậy thôi. Như vậy thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài nói chuyện của chúng tôi hôm nay với bảy phụ chú về phẩm cư sĩ ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, để chúng ta chuẩn bị học qua những cái bài kinh liên quan đến vụ mà các vị Bà La Môn quy y theo Phật giáo. Và bây giờ thì còn lại 25 phút, như khi nãy đã có một cái thỏa hiệp, xin tỉnh thượng thọ pháp tân Quan Nghị nói tiếp tục chia sẻ với các Phật tử. Chúng tôi xin phép được đi nghỉ sớm. Kính chúc chư tăng được mọi sự an vui, kính chúc Phật tử tu nữ chúng ta được tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy. Thấy Hòa Thượng Giác Đẳng đã, dạ quý vị nghe rõ không ạ? Con không biết là Hòa Thượng Giác Đẳng có trước máy không ạ? Nếu Hòa Thượng Giác Đẳng có trước máy thì thỉnh Hòa Thượng nói tiếp vài lời. Không có hả? Khi nãy đã thấy. Dạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tệ Siêu. Bây giờ con thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ để ngày mai Hòa Thượng còn tiếp tục cho công việc ngày mai. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý Phật tử. Khi nãy giờ đó chúng ta nghe Hòa Thượng Tệ Siêu giảng về bảy cái phụ chú của người cư sĩ. Vì sắp tới đây đó là chúng ta sẽ học đến phẩm của người cư sĩ trong Kinh Tương Ưng. Và do vậy đó thì Hòa Thượng sẽ đã giảng cho chúng ta nghe về bảy cái phụ chú của người cư sĩ. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp lời của Hòa Thượng Tệ Siêu trong cái thời gian còn lại. Theo chúng tôi nghĩ đó là với cái vai trò của một người cư sĩ hay là một người như hồi nãy chúng ta đã nghe Hòa Thượng Tệ Siêu nói như thế nào được gọi là cư sĩ, như thế nào được gọi là cần sự nam và cần sự nữ. Thì để chúng ta để trở thành một cái người Phật cư sĩ hay là một người cần sự nam và cần sự nữ, thì chúng tôi nghĩ rằng là đó là một giới vào thời kỳ Đức Phật. Bởi vì vậy thời kỳ Đức Phật đó thì chúng ta
có nghe là tứ chúng. Tứ chúng tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Cho nên họ nói đến cái giới mà cư sĩ đó, thì trong đó có hai cái hạng, hai cái bậc gọi là cận sự nam và cận sự nữ. Tức là cái người mà gần gũi đối với Tam Bảo, cái người mà hộ trì Tam Bảo, trong đó có nam cư sĩ hay là nữ cư sĩ, hay là cận sự nam và cận sự nữ. Thì như chúng ta đã biết đó là một hai cái giới cư sĩ này đó, vào thời kỳ Đức Phật đã có, và cho đến ngày hôm nay trải qua biết bao nhiêu với cái thời gian sự hưng thịnh thăng trầm của Phật giáo đó, thì trong đó không thể thiếu cái vai trò của cái người cư sĩ. Bởi vì chúng tôi nhớ rằng Vua A Dục đó, mặc dù sinh sau độ Đức Phật tịch diệt độ khoảng gần 300 năm, nhưng mà Vua A Dục là một cái vị vua mà trước khi để trở thành một cái người cư sĩ, một người cư sĩ để hộ trì Tam Bảo, thì có lẽ là vua cũng chinh chiến đây đó, rồi vua cũng rất là hung bạo chứ không phải là cái người hiền lành. Nhưng mà đến khi mà đã trở thành một cái người mà cận sự nam, cận sự nữ đó, thì những cái điều mà vua làm đó thì góp phần cho cái việc mà hưng thịnh Phật giáo ở tại Ấn Độ, ở tại Ấn Độ thời bây giờ. Cho nên ngày nay đó, chúng ta thấy rằng là khi mà mình đi qua Ấn Độ đó, chúng ta đi qua Ấn Độ, chúng ta thấy có những cái di tích còn lại, và những cái di tích còn lại tức là phản ảnh nơi đản sanh của Đức Bồ Tát, rồi phản ảnh sự kiện nơi Đức Phật Niết Bàn, rồi phản ảnh sự kiện nơi chuyển Pháp Luân, rồi là thành đạo, vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó đó đã có cái sự góp phần của Đức Vua A Dục. Bởi vì Đức Vua đó, khi thấy được cái việc mà ghi dấu lại những cái nơi mà Đức Vua đi đến để mà lễ bái và viếng đó, cho nên là Đức Vua cho tạc những cái trụ đá mà mình lên, mình thấy rằng có hình sư tử, rồi hoặc là có hình bánh xe đó, thì chúng ta thấy rằng cái trụ đá đó, nó đường kính nó cũng rộng chứ, đường kính cả mét, cao cỡ khoảng một chục mười mấy mét đó, để chôn ở dưới rồi ló lên trên khỏi mặt đất để ghi dấu lại, rồi những cái bia ký ghi lại đó, những cái dòng chữ ghi lại đó, để đánh dấu cái nơi đó là nơi đản sanh của Đức Bồ Tát, nơi đó là nơi tịch diệt của Đức Phật, hay nơi đó là nơi thành đạo của Đức Bồ Tát, vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là với cái vai trò của người Phật tử, cái người cư sĩ đó, thì rõ ràng là góp phần nên cái việc mà hộ trì Phật pháp. Bởi vì không phải chỉ có Vua A Dục, mà chúng tôi nghĩ rằng là Phật pháp là ngày nay được truyền hết tất cả các cái quốc gia, các cái châu lục đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là ở trong đó không thể thiếu cái vai trò, cái việc mà hộ trì của một người cư sĩ. Đối với một người Phật tử thì chúng tôi nghĩ rằng là mình có ba cái phận sự mà cần phải làm. Cái điều thứ nhất đó là người Phật tử phải luôn luôn tìm hiểu lời dạy của Phật. Tìm hiểu cái lời dạy của Đức Phật, tìm hiểu cái giáo pháp của Đức Phật,
Bởi vì mình muốn muốn đến với đạo Phật này và mình muốn tin với cái đạo Phật này, Đức Phật này, thì mình phải hiểu được hành trạng của Đức Phật, biết được cái hành trạng của Đức Phật và tin và hiểu được cái lời dạy của Đức Phật qua giáo pháp. Mà chúng tôi nghĩ rằng là ngày nay đó, thời xưa đó thì những người cư sĩ cũng rất là đông, cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay cũng vậy. Thì ngày xưa có những cái lớp học Phật pháp đó, hồi chúng tôi còn ở khi mà cách đây gần 30 năm ở chùa Siêu Lý đó, có những cái buổi chủ nhật đó, người cư sĩ Phật tử học Phật pháp rất là đông, trong đó có giáo viên cũng có, và ngày nay là như là sư Tệ Tấn, đại đức Tệ Tấn, cũng như là sư Minh Tấn cũng vậy, chúng ta biết đó. Thì lúc đó là còn cư sĩ, lúc đó là còn cư sĩ, cho nên là những cái vị đó cũng đi vô chùa để mà học Phật pháp, học Phật pháp rất là đông. Mà ngày nay thì chúng tôi nghĩ rằng đây đó cũng còn những cái lớp học của những người cư sĩ, có những nơi thì cũng đông đủ, nhưng mà có những nơi thì cũng chưa có đông đủ, cũng không có đông đủ, nhưng mà ít ra đó là cũng có những người Phật tử học. Rồi ngày nay chúng ta thấy rằng cái thời kỳ mà 4.0 này đó, thời kỳ mà gọi là kỹ thuật số đó, thì quý vị thấy rằng nhiều khi quý vị ngồi xa chư tăng, ở xa chư tăng cách hàng ngàn cây số, nhưng mà mình vẫn học được, đó là học online ở trên những cái ban thoát như thế này, thì học ở trên Messenger vân vân, là học trên những cái giao diện nào đó, nhưng mà đó cũng là cái cách học của mình, cái cách học Phật pháp của mình. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng Phật tử Nam Tông của chúng ta đó, được học. Và hiện giờ đó là trong những năm gần đây đó, Học viện Phật giáo cũng có cái khoa gọi là đào tạo từ xa, tức là đào tạo hệ đại học mà từ xa, hệ đại học mà từ xa, thì cũng được cho cái người cư sĩ học, cũng đã cho được người cư sĩ học, mà cũng qua hết nhiều khóa rồi, qua hết nhiều khóa rồi. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng dù xưa hay là nay, cái cách học tiếp cận như thế này hay là tiếp cận như thế kia đó, thì cái người Phật tử vẫn có cái môi trường, điều kiện thuận lợi tốt để mà mình học. Bởi vì mình muốn hiểu cuộc đời Đức Phật thì phải hiểu cái hành trạng của Đức Phật, rồi hiểu lời dạy của Đức Phật, để rồi mình có cái đức tin, mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, cái phận sự thứ hai của cái người cư sĩ đó, là mình học Phật pháp đó, thì mình phải hành Phật pháp. Hành Phật pháp. Cái điều gì mà Phật dạy mình, như khi nãy mà Hòa Thượng Tệ Siêu có nói đó, là những điều gì mình cần phải biết thì mình nên biết, rồi những điều gì mình cần phải làm thì mình nên làm với cái vai trò của một người cư sĩ, một người Phật tử. Một người cư sĩ Phật tử, chứ không phải là mình không làm. Mình thứ nhất là mình thực hành cái lời dạy của Phật, để mà mình tìm được cái hương vị của Phật pháp. Tìm cái hương vị của Phật pháp, tìm được cái sự lợi lạc cho chính mình, tìm được cái sự lợi lạc cho chính mình. Và khi mà mình hành lời dạy của Phật đó, thì rõ ràng là mình là cái chỗ nương, là một người 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 cha, người mẹ,
tốt trong một gia đình, cho con cái, cho con cháu, cho con cháu. Và là một cái người cư sĩ mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật đó, thì đó là một cái sự bảo vệ đối với Phật pháp này, bảo vệ với Phật pháp này. Như vậy thì cái việc mà mình hành lời dạy của Đức Phật, ngay cả pháp học, pháp hành, rồi giữ tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, phụng sự tam bảo, những cái công việc mà mình cần, với vai trò mà mình làm được đó. Chúng tôi nghĩ ở đâu á, ở cái ngôi chùa nào cũng vậy, nếu có những cái người cư sĩ ở tại địa phương mà hộ trì được tam bảo, hay hoặc là những người cư sĩ ở trong một hoàn cảnh nào đó nhưng mà quan tâm đến cái việc hộ trì tam bảo, thì trước tiên đó là những cái người đó phải 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 hành hiểu cái lời dạy của Phật, chứ không phải là mình chỉ học hiểu không mà mình không hành, mà mình phải hành thì mình tìm được cái hương vị của giáo pháp, và đồng thời là chỗ nương của con cháu trong gia đình, và là cái chỗ bảo vệ Phật pháp ở trong mọi trường hợp. Khi mà mình xông xáo vào ở trong cuộc đời này để mà mình duy trì, gìn giữ, bảo vệ Phật pháp. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều lắm, nó có nhiều cái nguyên nhân để dẫn đến Phật pháp bị suy đồi, Phật pháp bị tổn giảm, Phật pháp bị tổn giảm. Thì trong đó, đó cái việc mà hưng thịnh Phật pháp đó, thì cũng có cái vai trò của cái người cư sĩ. Bởi vì người cư sĩ phải hiểu Phật pháp rồi hành Phật pháp nữa, nó mới có giúp góp phần cho cái việc mà hưng thịnh Phật pháp được. Còn nếu mà người cư sĩ Phật tử mà không hiểu, không học Phật pháp, rồi không hành Phật pháp nữa, thì đừng có nói là vai trò đó là hoàn toàn là do chư tăng không. Không phải là cái vai trò mà để hoặc Phật pháp này được trường tồn là do chư tăng không. Mặc dù là cái Phật pháp này được trường tồn thì không thể thiếu chư tăng, nhưng mà trong đó có cái vai trò của người cư sĩ, cái người Phật tử. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Và cái điều kế tiếp nữa đó là cái người Phật tử phải có một cái việc hộ trì Phật pháp. Hộ trì tức là bảo vệ và mình gìn giữ. Mà mình thấy rồi, cũng như là những cái cư sĩ thời Đức Phật cũng vậy, cho đến hậu thời Phật giáo cũng vậy, và cho đến những cái thời kỳ cận đại này cũng vậy, và cho đến hiện nay cũng vậy. Tức là đây đó có những vị cư sĩ làm hết sức tốt ở cái vai trò của mình, góp phần giúp cho Phật pháp được tồn tại. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có những vị cư sĩ thiền sư, rồi có những vị cư sĩ pháp học lỗi lạc, thì cũng giúp cho Phật pháp truyền, giúp với chư tăng, cùng với chư tăng để mà truyền dạy Phật pháp này. Và hơn nữa đó là ở trong mỗi gia đình, trong mỗi người, trong mỗi gia đình, trong mỗi cái thôn ngóc á, nếu một người Phật tử, một người có một người cư sĩ chân chánh á, thì giúp cho người ở đó. Chúng tôi nói cái điều này để quý vị thấy rằng là có những cái tôn giáo mà người ta gọi là người ta gọi là có những người mà len lỏi để mà đi truyền đạo đó, thì chúng tôi muốn nói là cái người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là cái người cư sĩ cũng như là một hoằng pháp viên vậy, hoằng pháp viên có nghĩa là mình sống ở đâu, mình hiểu Phật pháp, mình hành Phật pháp, mình nói được Phật pháp và mình làm được Phật pháp, hành trì được Phật pháp đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó giúp cho cái nơi đó, cái người ở nơi đó, họ biết đến với đạo Phật nhiều hơn và họ có thể tu hành nhiều hơn.
Thì cái việc hộ pháp ở đây đó là gì? Là mình gìn giữ về. Mà bảo vệ cái thứ nhất đó là mình hộ, là người cư sĩ thì quý vị biết rằng cái người Phật tử đó, cái người cư sĩ đó, thì mình còn sống giữa cuộc đời thế sự này, mình còn lao động, mình còn làm ra của cải vật chất, của cải vật chất. Và khi mà mình làm ra của cải vật chất ấy, thì mình góp phần cho cái việc mà hộ độ tam bảo, hộ độ bằng vật chất, hộ độ tam bảo bằng vật chất. Cái việc mà hộ độ tam bảo bằng vật chất đó, nó không đòi hỏi chúng ta phải phải cái gì đó, nó vượt ngoài cái khả năng của mình, nó vượt ngoài cái khả năng của mình, trong cái khả năng của mình và trong giới bởi cái tấm lòng của mình, bởi cái tấm lòng của mình. Thí dụ như chúng tôi nghĩ rằng là người Phật tử thì do cuộc sống còn sống giữa thế sự đó, cuộc đời này đó, thì chúng ta còn có thể len lỏi giữa xã hội này để chúng ta có thể giúp cho chư tăng cái này, giúp cho chư tăng cái kia về việc mà phát triển, duy trì, giữ gìn. Thí dụ như chúng tôi nói, ví dụ như là có một cái ngôi chùa đi chẳng hạn, bây giờ cái ngôi chùa nó bị hư cũ rồi, thì bây giờ cần phải sửa sang lại, hay là chỗ này nó cần phải hư, cần phải sửa, hư rồi cũ rồi thì cần phải sửa sang lại cho nó đàng hoàng, để nó có cái chỗ trang nghiêm, để có nơi lễ bái của Phật, rồi có nơi để tu hành sám hối tu tập của chư tăng vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình hộ trì bằng phương diện vật chất, ví dụ như ở ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng vậy, ở đó có cái lễ ở chùa thì chúng ta đến giúp, hoặc là chúng ta sẽ hộ độ bằng vật chất, từ bông hoa, nhang đèn hay thức ăn thực phẩm, nói chung là những cái việc mà chúng ta trong phạm vi trong cái khả năng của mình hộ độ bằng vật chất để làm cho cái buổi lễ đó, làm cho một cái chùa đó, làm cho một cái nơi đó nó có được cái sự vừa chừng để mà tạo nên cái buổi lễ được trang nghiêm thanh tịnh. Hoặc là chư tăng sống ở cái vùng đó, chư tăng sống vùng đó, thì mình nhiều khi là trong bốn cái món vật dụng mình cúng dường, y phục, vật thực, trú xứ và thuốc chữa bệnh đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó với một cái người cư sĩ Phật tử mình cũng có thể hộ tam bảo. Bởi vì chư tăng sống ở đâu thì cũng phải có những người Phật tử hộ độ, hộ độ. Và chư tăng làm đạo ở đâu thì cũng có Phật tử, bởi vì khi truyền đạo thì phải có Phật tử chứ, giảng đạo, giảng Phật pháp thì có Phật tử chứ, bây giờ giảng pháp mà không có Phật tử thì ai mà giảng. Còn đi tới cái vùng mới cũng vậy, trước khi để biến người ta trở thành một cái người Phật tử thì chư tăng phải chịu khó, chư tăng phải chịu khó thôi, và phải lăn len lỏi, và là phải lăn lộn, và phải chịu cực, phải chịu kham nhẫn để mình đến đó làm đạo. Chứ còn bây giờ mình không có đủ sức kham nhẫn, không có đủ sức chịu đựng thì làm sao mọi người có thể hiểu được Phật pháp, để giữ được Phật pháp. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là đối với Phật giáo chúng ta mà được tồn tại chính là nhờ cái việc phát triển hai mặt, về mặt nội dung, tức là con đường phương hướng tu tập, về mặt hình thức là các ngôi chùa, các cái thiền viện, các nơi tu hành của những cái người xuất gia. Nó còn tồn tại về mặt hình thức, nó còn tồn tại về mặt nội dung, tức là phương pháp hành đạo, giới định tuệ hay là thiền tập gì của cái người tu của mình á, mà trong đạo Phật Đức Phật gọi là pháp hành á, thì ở đây đó là cái điều đó giúp cho Phật giáo được phát triển. Thì chúng tôi nghĩ rằng hộ độ thứ nhất đó là hộ độ bằng vật chất. Cái hộ độ thứ hai đó là hộ độ bằng tinh thần, hay độ hộ độ bằng cái đời sống tu tập của mình.
Một người Phật tử mà mình thấy cái gì nó lệch lạc, nó không đúng với chánh pháp thì mình điều chỉnh ngay. Bây giờ ông sư Phước Luật xuất gia cũng vậy, hiểu Phật pháp thành đúng Phật pháp, có khi thì bị lệch lạc ấy, thì người cư sĩ thấy biết có thể rằng điều chỉnh, nhắc nhở, khuyên lơn, giúp cho chư tăng, cái vị tỳ kheo đó hay là một vị sư đó điều chỉnh lại cho tốt. Mình nói đây đó là trong một trường hợp hiếm hoi nào đó, nhưng mà nếu như mà một người Phật tử hiểu đúng Phật pháp, hành đúng Phật pháp đó, thì mình sẽ thấy rằng cái gì nó sai là mình điều chỉnh liền. Mình góp phần cho cái việc mà giữ gìn giới luật của chư tăng, bảo tồn Phật pháp này, nhờ cái gì? Nhờ cái sự hộ trì của mình. Mà hộ trì ở đây là sự thực hành giáo pháp của Đức Phật. Chúng tôi nghĩ là về mặt nội dung đó, là hộ trì bằng cách đó. Hộ trì bằng cách đó. Cho nên khi mà mình hộ trì Tam Bảo có hai cách: hộ trì bằng vật chất và hộ trì bằng tinh thần. Mà hộ trì bằng tinh thần có nghĩa là tự thân của mỗi người cư sĩ hãy thực hành lời dạy của Đức Phật. Một khi mà mình thấy cái gì nó lệch lạc là mình không hành, không lạc, mà mình làm những điều gì đúng. Rồi mình thấy người khác làm cái gì sai thì mình biết cái điều đó nó sai là do mình đã hiểu đúng, biết đúng và hành đúng. Cho nên là mình điều chỉnh lại liền, nó không có, không có sai lệch, nó không có sai lệch. Ngay cả những bậc chư, các vị xuất gia cũng vậy. Đó là cái việc mà mình góp phần cho Phật pháp được tồn tại bền lâu. Thì chúng tôi nghĩ rằng có ba cái việc của người cư sĩ. Một, thứ nhất đó là mình học Phật pháp để mình hiểu, hiểu Phật pháp cho nó đúng. Điều thứ hai là mình hành Phật pháp, hành theo lời dạy của Đức Phật. Điều thứ ba là mình hộ Phật pháp, hộ hộ trì Tam Bảo, hộ trì bằng vật chất và hộ trì bằng tinh thần. Thì những cái điều đó nó liên quan đến cái việc thực hành của người cư sĩ rất là nhiều. Hồi nãy giờ đó chúng ta nghe Hòa Thượng Tệ Siêu nói về bảy cái phụ chú của những người Phật tử cư sĩ, thì bây giờ chúng tôi xin tiếp lời của Hòa Thượng Tệ Siêu để nói đến cái vai trò cũng như cái trách nhiệm của những cái người cư sĩ như thế nào cần phải làm để giúp cho Phật pháp được tồn tại và chính bản thân của chúng ta cũng được cái sự lợi lạc. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày một đêm luôn luôn được sự an lạc. Bây giờ thì xin mời vị cư sĩ Phật tử lên lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng. Nam mô Bức Tha Giá. Giá thú lành thai, con tôi nữ Như Pháp cùng đại chúng trung đức lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tân đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay và cho chúng con được buổi cuối buổi học được nghe lời của sư, cũng như chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và chúng con một lần nữa thành kính lãnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt chúng trong đêm kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu hiệu vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì tâm trung trị, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.